Welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Quyền Vương Chiến ha. Phiên bản Mulu ha. Ok, Milo. Nào, thì đầu vô thì bản này nó chạy cái nhiệm vụ tân hữu ha. Cái này còn chưa vô tới nhiệm vụ tân hữu nữa, cái này là ngoan cảnh đầu thôi các bạn mà không bỏ được, cái chán ghê không đó. Con này thì trước em có chơi một bản rồi, được 2-3 con tướng SB luôn, nâng cũng dữ dằn dện lắm á, nhưng mà không, mà công nhận bản này chơi lâu, bản đợt trước em chơi là khá lâu luôn á, chơi rất là lâu luôn, nhưng mà chơi lâu cỡ nào thì cũng tới lúc mình thấy cũng chán các bạn. Lúc đó là gần như là full hết rồi đó, đứng cùng top mấy link server cái kiểu à. Bản này thì nó không có giống như các bản đợt trước hả? Đợt trước em chơi cách mấy tháng thôi ta, 4-5 tháng, 7-8 tháng thì chỉ cần cả năm gì đó, ngày nào cũng vô làm nhiệm vụ của nó. Nhưng mà cái bản nó phi ít các bạn, bản này phi nhiều hơn nè. Nhưng mà phi ít thì nó cũng vậy, mà phi tiền nhiều hơn thì nó cũng vậy. Tiền nhiều thì nó gọi là gì? Thiền lớn thì sống lớn thôi các bạn ơi. Rồi, vô thì chạy mấy cái map đầu của đã. Nó kêu là phải chạy hết hướng dẫn map 1 vì vậy á. Chưa mở được cái auto, chưa mở được các bạn ơi. Giờ để em chạy xong cái hướng dẫn của full map 1 rồi chúng ta tiếp tục ha. Bây giờ là chắc chạy cũng 3-4 phút, 5 phút hồ á. Nè, rồi nè, xong thằng này rồi đem thằng này vô đội, xong rồi đem thêm thằng kia vô nữa. Rồi để coi mấy cái hải quân mẹ nó coi. Đó. Lắm lắm chạy vừa theo này. Rồi, trò này quá quen rồi. Mày hả bự, mày hả bự, gần gượt được kịp rồi. Mày hả bự, mày hả bự, mày hả bự. Rồi ok, nhét hàng này vô đội. Đó, chạy thêm 2 ải. Ok, giờ thôi để em chạy luôn cho xong. Có 2 ải nữa à. Tắt được cái nhiều ông nói nhập code ở đâu này nọ, giấu anh em đồ này kia nữa, khổ lắm. Nhanh lắm các bạn ạ. Rồi chắc 5 phút rồi à. Đúng rồi, nổ luôn không? Tôi thế mà méo đủ nổ ra. Rồi. Ừ, chơi. Chơi ác gì bộ. Đúng vậy. Ừ, cái kỳ heo lên con này nè. UR luôn rồi, mà con full SB rồi nhưng mà không biết đường nâng lên SB các bạn. Đập nó chán dữ sợ luôn. Rồi đây nâng quà nè, KOF rồi VIP rồi rất nhiều phần quà nữa đó. Tướng SR cộng ok là đó, VIP lên level 8, level 4 gì đó, chúng ta mở ra. Nhưng bây giờ mở không được các bạn à. Bản này phi nhiều thiệt á, kim cương nhiều thiệt, nhưng mà quay tướng ở đây thì nó cũng tốn tiền nhiều không kém. Okay. Vô được tự do nữa. Rồi, đánh xong ngải này mới được tự do các bạn ạ. Nhanh mà mở được, chưa mở được luôn mà. Tưởng đâu là mở được cái auto rồi. Sao không sao. Buôn con này rồi chuyển qua đánh con này thôi. Ủa biết à. Đó, trời ơi. Còn ai hai không? Đúng rồi, còn ai hai. Rồi, lúc đầu thấy mấy con SSR đồ á. Ôi, thấy ngon quá trời ngon luôn.
sau đó thì mấy con này đem trộm không. Đúng là lúc đầu mấy con này có giá trị kinh tế cao, sau đó thì thôi mất. Tại vì lúc đó cũng không có đủ tài nguyên mà nâng nó lên nữa các bạn. Nhưng nếu mà có tài nguyên thì như mấy con này nâng lên được UR rồi lên được SB. Nhưng mà con gì kiếm chính của heo SB lên cũng không được nên nghỉ thôi, bỏ. Chiêu mộ được 2-3 con rồi. Bản này cho nhiều kim cương nhưng là cũng vẫn phải cài cuốc lên level mới mở ra được hết nha các bạn. Thà là cho cái phần mà nó hỏi bạn có muốn hướng dẫn tân thủ hay không thì đỡ. Nếu thích mấy cái game mà nó cho chúng ta cái phần chọn lựa giữa là tự chạy nhiệm vụ tân thủ và máy nó hướng dẫn hoặc là bỏ qua đồ này nọ đó. Trời ơi, chạy cái này chán bỏ bú luôn. Trong khi đó thì gần như là tất cả anh em mấy kênh là đều biết game này hết rồi. Cũng không muốn nói là quá quen thuộc. Bản Việt Nam mình như có nhưng mà ủa sao ba heo thấy là như bản Việt Nam nghĩ vậy hả gì anh em? Lên tìm thông tin mấy con SB rồi méo thấy đâu hết rồi. Tìm là toàn là thấy bản KOF kia không à. Quyền Dương 98 đâu á. Méo thấy mấy con này. Trời ơi, giờ vô còn đặt quốc nữa hả, muốn luyện nữa hả? Đậu xanh cưng à, đó là lý do tại sao ta nói bỏ qua hướng dẫn tân thủ đi. Ơi kệ đi, let's go, go, về, go. Quá wow. Không được mở auto được. 1, 2, 3. Thôi, giờ nó hướng dẫn vậy, sau này vô auto tự đánh đi con. Ở đó là 1, 2, 3 gì. Bỏ qua luôn, trời heo hết những giật mai gì đâu luôn. Hết biết luôn. Rồi, rồi. Trời ơi. Ngon, giờ là có auto rồi. Chắc là xong cái này nữa. À, hồi nãy không phải là nó chạy ải 1 không mà nó chạy qua ải 2 luôn. Nhưng mà nếu mà nãy tắt là các bạn đâu có thấy được cái phần mà nhận được mấy cái rương nguy hiệu, danh hiệu rồi mấy cái rương mở tệ, mở đồ đâu. Đó. Rồi A-ship VIP rồi các kiểu con đà điểu. Thôi chịu khó đi anh em ơi. Kim cương rồi hả? Cho rất là nhiều luôn, bản này cho kim cương nhiều lắm. Nhưng mà vô quay tướng thấy thất vọng bả lờ. Đó, mỗi ngày được 5 tệ nữa nè ha. Đăng nhập 3 ngày được 10 tệ nữa nè ha. Đó, vé tệ mênh mông. Điểm danh nhận mai nè ha. Trời ơi. À, đăng nhập ngày thứ 3 là được 100 vé quay hero nè ha. Rồi hình như con này là SB hả? Không, SR. Bơi thì chắc mấy ngày đầu méo có rồi. Ghê, nhiệm vụ nè. Đó, 1.000 mấy kim cương không. Rồi bù điều đó thì mua mấy cái này là 20.000. Ôi tươi. Ok. Gì ta? Ủa, iPhone 4 là cái gì? Ủa, iPhone 14 là cái gì? Ủa gom đủ là nhận được iPhone 14 hả? Đù. Ôi, game chơi dữ dằn vậy anh vậy. Event cho cả wow. Ôi, cái kim cương vàng này là để mua gì vậy? Nhiều thì có nhiều nhưng mà mua trong này cũng vậy à. Nó cũng vào đấy hết à. ba mươi tám ngàn vàng, 8.000 vàng, 12.000 vàng,
lâu rồi không vô mấy cái này, nó có nhiều cái event hoạt động khá là thú vị ha. Ok rồi ơi, nào ớt VIP 8 luôn hả? Nào nào, ủa à, con ma nó ở trên kia, em cứ tưởng đâu là ở dưới này mở được con ma. SR mà không cho được VIP 8 hả? Okay. Như là VIP còn lên được nữa mà. Nãy thấy nhớ là nó cho mấy cái rương gì nữa đây. Rồi cũng sẽ mở ra được hết thôi. Cùng chi ok hết. Cái bé tệ không biết mở ra nó ăn nó có tính từ tệ nạp không ta. Miễn phí mà được tới 1.000 tệ, hai nghĩa là 2.500 kim cương, 5.000 kim cương miễn phí event nè. Ôi 50 tệ, ôi mảnh này hình như là SB này đúng không? SB ok. Rất nhiều. Nào, thư A-ship. Không, được 20 tệ nữa. Ok. Đó, 10.000 kim cương. Đâu rồi, mấy cái rương hồi nãy mình mở ra đâu? Đây, đó, kim cương. Rồi, đây. Ok, mở ra tiếp, mở ra nữa. Rồi, hết chưa? Hết rồi. Level 10 mới mở ra được tiếp. Ủa nó học lên VIP hả? Tưởng đâu là cắn cái túi. Ủa vậy cái túi hồi nãy mở ra là làm cái gì ta? Cái túi này mở ra làm cái gì? Đúng không? Có cho gì đâu. 80. Ô, 40.000 kim cương. Đấy, phải như thế. Lên được VIP. VIP 8 à, cũng không đủ. Hình như là giờ chưa farm được level thì phải. Farm được level chưa? Chưa. Mới đang có farm nhiệm 1 à. Cứ để về farm giết tí coi nó lên level 10 cái đầu chúng ta nhận được thêm vé tại nữa là mở ra được nữa. Mà lâu thiệt chứ. Hay là qua được cái ải này rồi nó mới cho lên tiếp nữa không nhớ. Rồi ui 11 luôn, 11 rồi. Cần. Cần các bạn ơi. Đây. Đó, đó, à 10 tệ. À. Ok. 10 tệ nó. Level tiếp theo là 15. Đấy, cứ thế mà lên các bạn à. Wow. Oh man. À, này tính nạp hả? Đậu xanh đó. Không, em có tính nạp anh ơi. Sao chơi game mà nạp trời. Bản này đang khuy. Ui, cái gì vậy? Ủa, 15.000 thấy cho cái vé. Được vé từng hả? Vé tháng là 1 tuần. À nó cho chúng ta vé tuần. Đây chắc để cho nó trải nghiệm chứ gì. Để đây à, ok. Kiểu như là cái quỹ đầu tư, quỹ trưởng thành đó mà. À, tiền ăn không có lấy đâu mua cái quỹ trưởng thành nữa nè. Rồi yêu mộ. À đây nè, đây nè, đây. Lâu quá không chơi nên hơi bị lắc. Chơi. Quay. À, không. Một cái là 5.400 đó các bạn. 10 lần quay là tốn hết 54.000 á. Chứ không phải là rẻ đâu. Rồi lắc luôn. Đậu tương đó. Còn gì vậy? Sao mà lắc vậy?
The King of Fighter. Trời ơi, được có một con SR mà lắc vậy đó. Rồi quay luôn hả? Mấy cái level đầu thì các bạn chịu khó xài mấy con tướng cùi hả? Lên level cao hơn thì tới chừng đó thì quay tướng đồ nó có nhiều con để lựa chọn hơn. Chứ giờ cái này toàn mấy con tướng cùi bắp không à. Còn không thì gán chơi tới ngày 3, ngày 4 gì đó. Được 100 vé quay tướng à, tới chừng đó ha hồ mà quay. Giờ quay cũng có ra được gì đâu. Nó còn tốn nghiên cương của các bạn thêm này hả? Đó, rất nhiều luôn. Ok. Rồi, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Đấy, game thì free rất nhiều luôn. Nhưng mà cũng phải lên level nó mới mở hết cho các bạn ha. Đó, nè, mở thêm được vé quay được cái kiểu nè, rất nhiều luôn nè. Đó, rất nhiều event luôn. Event ra được iPhone 14 luôn. Trời ơi, nè. Rồi, đắt luôn. Nó lót không kịp đồ hàng của bạn này, nó lắc được. Ok hả? Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nè, nó kêu tải gói bổ sung nè, tốn hết 300 mấy. Mê. Không tải thì mấy cái hiệu ứng của mấy con này nó không có. Chơi nên là mình cũng không có ý định tải hả? Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.